Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, ngày 20 tây tháng 12 năm 2021. Bây giờ đã ngày uh, thứ ba tại Việt Nam rồi, ngày 21 tây tháng 12. Thì hôm nay đó đây là cái thời gian trễ nhất mà Thuận từng làm video bây giờ là 9 giờ. 35 phút tối rồi nhưng mà hôm nay cũng rất nhiều những cái thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà cũng là tại vì làm video tối cho nên chúng ta mới chứng kiến hiện bây giờ đã lúc làm video Là chúng ta có một cái sự tăng đột ngột đến từ BTC Thì chúng ta thấy được là ngày hôm nay cả ngày đó nhưng mà nào theo dõi cũng đã biết Là giá BTC đó thì di chuyển trong phạm vi là từ 45 tới 46 ngàn Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là bị không đẩy lên cái mức là cái tay khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ đó là gần như là 49 ngàn Bây giờ là 48.553 Thì các bạn nhìn thấy đó là Tình hình chung của thị trường đó Bây giờ thì có nhiều màu xanh Hồi sáng này không phải như vậy Nhưng bây giờ cũng có rất nhiều màu xanh Tuy nhiên Phần lớn các bạn thấy được là cái màu xanh là Có một số những màu xanh đậm như là đồng AVAX Hay là MADIC, Shiba Inu, FTT Đây là những đồng mà có sự tăng trưởng nhiều hơn Và khi mà chúng ta nhìn vào tình hình chung của thị trường Nên những đồng lớn thì các bạn sẽ thấy được là Bitcoin thì tăng 4,3% trong khi đó chúng ta có Ethereum thì tăng 3,3% à, Các bạn thấy được là BNB thì tăng một ít mà thôi tăng 1% Solana thì đi hàng ngang, XRP cũng đi hàng ngang Và các bạn thấy Cardano thì có đi hàng ngang chỉ tăng có 1,9% mà thôi Theo Luna tăng 3,6% và Avalanche à, tăng tổng cộng là 12,6% Nhưng mà cái thông tin mà chúng ta muốn chủ yếu đó, quan tâm đến ngày hôm nay đó chính là cái thông tin liên quan tới đồng Bitcoin Tại vì bây giờ thường nghĩ là mọi người đều quan tâm đến xu hướng kế tiếp của BTC là như thế nào Tại vì các bạn thấy là cả thị trường này vẫn tiếp tục đi theo xu hướng của Bitcoin Thì các bạn thấy được đó là có những cái lời chia sẻ đến từ Raul Paul, CEO của Revision à, Cách đây vài ngày thường đã chia sẻ với các bạn đó Thì Raul Paul nghĩ là chúng ta từ đến cuối năm có thể thấy là một số những cái đợt bán đến từ những tổ chức đầu tư họ bán vì nhiều lý do có thể là những tổ chức đầu tư họ lời nhiều cho nên họ muốn bán để mà họ chốt cái phần lời đó để họ lưu vào những cái tài liệu kế toán là họ lời bao nhiêu tại vì những cái người mà đứng đầu quỹ đó những cái manager mà quản lý những quỹ đó thì họ được trả lương và bonus là dựa theo là năm vừa rồi họ kiếm được bao nhiêu tiền cho quỹ thì có thể là tại vì năm nay đó crypto lời quá cho nên có thể là hiện tượng là họ chút ít đi một số phần lời đây cũng có thể là một phần thứ nhì nữa đó ralphor nói là những người nào mà bắt đầu là kinh doanh quỹ đó, cũng đã biết rồi những quỹ đầu tư thì họ sẽ có những cái phân bổ vốn thì phân bổ vốn của họ giống như là họ nói là trong cái quỹ đầu tư này thì chỉ có 10% là đầu tư vào bitcoin mà thôi thì nếu như mà các bạn thấy là một cái loại tài sản nào đó như là Bitcoin mà tăng trưởng mạnh năm nay so với lại cổ phiếu hay là bất động sản đi thì họ cần phải cân bằng lại cái quỹ đầu tư đó bằng cách là họ sẽ bán bớt một phần của cái số lượng Bitcoin mà đang có lợi để cho họ cân bằng lại có thể là họ bán và họ không thích chỉ đơn giản là tại vì một quỹ đầu tư họ có những cái chế độ là đầu tư bao nhiêu phần trăm và bao nhiêu những cái tài sản nào thì họ cần phải liên tục cân bằng cái quỹ đó như là ban đầu thì đây cũng có thể là một trong những cái lý do và các bạn thấy là nếu như chúng ta tin đó là sự thật đó thì khi mà các bạn nhìn vào hôm nay là đợt thứ hai cho nên chúng ta biết được là tuần vừa rồi những quỹ đầu tư lớn họ làm gì và các bạn thấy ra đây là cái trang web uh, con Conshare thì hàng tuần đó Conshare chia sẻ là những quỹ đầu tư lớn như là các bạn nhìn thấy trên màn hình như là Rayscale, hay là con xe 3IQ vân vân những quỹ đầu tư này đó thì họ làm gì tuần vừa rồi và các bạn thấy được một điều đó chính là liên tục 17 tuần sau khi mà chúng ta trải qua cái mùa hè đó thì sau đó các bạn thấy là liên tục 17 tuần là chúng ta thấy là có tiền đổ vào trong thị trường này hàng tuần đến từ nhiều quỹ đầu tư nhưng mà ngược lại tuần vừa rồi là cái tuần đầu tiên mà các bạn thấy là trong vòng 17 tuần là cái tuần đầu tiên mà không có tiền đưa vào trong thị trường này và chúng ta lại thấy có một số lượng tiền rút ra khỏi thị trường này và cái số tiền này là bao nhiêu có đáng ngại hay là không thì các bạn thấy được là cái số tiền này đó là tổng cộng là 142 triệu tuần vừa rồi bị rút ra khỏi thị trường này và các bạn nhìn thì thấy được là cái số tiền rút ra đó là đến từ năm quỹ chúng ta có quỹ Concept con Concept Physical, 3IQ, ETC Group và Process và trong đó chúng ta thấy được là bốn quỹ lớn là rút tiền ra đó chính là Concept XPT 3IQ, ETC Group và ProShare và trong 142 triệu này đó các bạn thấy được là chủ yếu là đến từ hai đồng Bitcoin và Ethereum hai đồng lớn nhất thì cái con số 142 triệu này đó rút ra các bạn có nên lo lắng hay là không thì trước khi các bạn lo lắng đó thì đừng chia sẻ cho các bạn là trên những màn sòi thường đã chia sẻ thông tin này rồi những màn nào mà xem thông tin các quỹ đầu tư rút 142 triệu tuần rồi mà thấy lo lắng đó thì có một số điều các bạn cần hiểu thứ nhất đây là cái hiện tượng chung của tất cả các tài sản sau có sự tuyên bố gần đây của fed à, có nghĩa là cục dự trữ của hoa kỳ về việc cắt giảm cái số tiền vào trong thị trường và tăng lãi suất thì chúng ta đã thấy hiện tượng là thị trường chứng khoán cũng có cái xu hướng đi xuống nghĩa là có người chốt lời trong thị trường chứng khoán mà nhất là cái thời điểm là cuối năm nay cũng tương tự như là thị trường crypto các bạn thấy được là có thể là nhiều như đầu tư họ chốt lời ra để mà à, họ ấn định cái số phần tiền lời của họ trong năm nay Thứ hai là cái số tiền rời khỏi tuần rồi để chỉ chiếm 0,23% tổng tài sản được quản lý mà thôi Các bạn thấy được là khi các bạn trở lại trong web này Chúng ta thấy được là tổng tài sản quản lý của Bitcoin đó lên tới là 40 tỷ Trong khi Ethereum là 17 tỷ của những quỹ này Thì con số rút ra đó thực sự rất là ít Không phải là nhiều Cho nên các bạn thấy được là khi các bạn so sánh Trong góc độ lịch sử đó là rất nhỏ so với cái số tiền ra hàng tuần vào đầu năm 2018 chiếm tới 1,6% của tổng số lượng tiền quản lý lận. Đó là điều thứ nhì. Điều thứ ba, năm nay là năm mà đạt mức kỷ lục về cái số tiền vào crypto từ các quỹ hàng năm lên tới 9,5 tỷ đô la trong năm nay. So với lại cái dòng tiền và thị trường này năm ngoái chỉ có là 6,7 tỷ mà thôi. Có những năm nay đã là một năm mà có cái số tiền kỷ lục vào trong thị trường này rồi. Cho nên con số rút ra này là không đáng lo ngại khi mà các bạn nhìn vào cả năm nay. Các bạn sẽ được là bao nhiêu tháng ngày cái những thanh này đó nó cao bao nhiêu đại diện cho cái số tiền vào trong thị trường này cho nên cái số lượng rút ra bây giờ đó không đáng ngại đó chính là ba điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà còn một điều khác nữa thường muốn chia sẻ với các bạn đó là nhiều bạn nói là có thể nhiều đầu tư họ cũng không muốn rút ra đâu tại vì chúng ta không thấy nhiều cái hiện diện của những cái số lượng BTC đẩy lên trên sàn gần đây nhưng mà các bạn nên hiểu đó là có thể là họ không chút lời nhưng mà cũng có một điều mà chúng ta cần nên hiểu là những cái quỹ đầu tư này đó họ có thể là thực hiện những cái chiến lược gọi là wash trading nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta có một nhà tài trợ và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay đó chính là Dios Finance. Đây là cái giao thức thực hiện các chức năng tương tự như một ngân hàng đại diện cho DeFi 2.0. Thì Dios Finance có cơ chế hoạt động tương tự như là Olympus DAO nhưng mà được phát triển trên mạng lưới của Binance Smart Chain BSC nhằm giải quyết các vấn đề về phí cao và mạng lưới kém ổn định của Ethereum thì Dior Finance được khởi chạy theo hình thức của Fair Launch là trong token này mình có ghi ở đây là team phát triển hoàn toàn không giữ lại bất kỳ một đồng token nào để thao túng hoặc là để rớt pool Phần tiền từ IDO đó sẽ được sử dụng làm bootstrap cho thanh thoảng cho đồng DS token thì quỹ cho team sinh ra trong quá trình hoạt động đó được lock trong một năm từ ngày khởi chạy dự án cho thấy được là team cực kỳ quyết tâm về việc phát triển dự án này hiện nay đó dự án này đã được audit bởi Certik một trong những công ty audit hàng đầu hiện nay thì giống như là thuận cũng đã từng chia sẻ trong một video trước đây về Real Finance có hai cách chính để mà tham gia cái dự án một đó là các bạn được chọn hình thức là bonding và thứ hai là staking với cái API hiện tại đã rất là cao lên tới 400 triệu phần trăm để hiểu hơn làm thế nào để một dự án có thể đạt được cái mức API cao như vậy các bạn nên tìm hiểu về DeFi 2.0 và có trong trang Medium của dự án giải thích rõ hơn về cái phần này đây là cái lối đi hiện tại của Dios đang theo để tối ưu hóa dòng tiền và lợi nhuận của những nhà đầu tư thì ngoài ra đó mục tiêu dài hơn của Deos Finance là phát triển một sàn giao dịch tập trung hay còn gọi là DEX riêng của dự án sử dụng lượng thanh khoản có sẵn trong ngân khố hay là treasury và kêu gọi thêm các dự án tham gia vào mô hình treasury asset service như là dịch vụ ngân khố thông qua cách này đó Deos sẽ tạo ra một lượng thanh khoản bền vững hơn cho các dự án trên DeFi thay vì các pool thanh khoản đó mượn giữa liquidity provider những người mà cung cấp tính thanh khoản đó như là các dự án hiện tại nếu các bạn có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về cái dự án Dior Finance này đó, thì tất cả những thông tin tôi sẽ để ở bên dưới cái video này các bạn bấm vào cái link để tìm hiểu thêm và đây là cái thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Dior Finance thì để hiểu rõ hơn đó đây là một cái chiến lược đó mà không có được thực hiện ở trong thị trường chứng khoán tại vì luật bây giờ không cho phép có nghĩa là nếu như các bạn đang lỗ đi nhất là những người mà mới tham gia vào những cái đầu tư mới đó họ mới tham gia vào mà họ bị lỗ thì có thể là họ sẽ bán Bitcoin của mình để làm gì? Để cho họ có thể là khai thuế là họ bị lỗ bao nhiêu tiền đó để trừ thuế Nhưng mà sau đó đó giống như là họ bán giống như là một tuần trước khi mà kết thúc năm nay Rồi tuần sau đó họ lại mua trở lại để làm gì để cho họ thay thuế mà trừ đi cái phần đó Thì đây là điều có thể làm ở trong thị trường crypto Nhưng mà không thể làm trong thị trường chứng khoán Tại vì trong chứng khoán có những luật là không cho phép như vậy Giống như là thường đó thì cái sở thuế nó nói là nếu như các bạn bán một loại tài sản sau đó mua lại trong vòng 30 ngày thì các bạn không được quyền là khai lỗ cái lần bán đầu tiên tại vì các bạn bán xong mua lại trong vòng 30 ngày coi như là không có bán đối với là luật của chứng khoán nhưng mà ngược lại thì crypto này vẫn chưa có luật đó cho nên chúng ta vẫn có thể là có những cái hiện tượng là một số nhà đầu tư họ có thể bán nếu như mà họ đang bị lỗ thì họ bán ra họ khai lỗ để mà lấy thuế sau đó họ mua trở lại ngay lập tức để có lại cái số lượng crypto đó cũng có thể là điều có thể xảy ra từ đây đến cuối năm mà chúng ta cần phải quan tâm đến. Đây là một số điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Mà chúng ta thấy được là nhìn lại đó. Thì đây chỉ là những suy đoán mà thôi. Chúng ta thật sự cũng không có những cái dữ liệu. À, coi như là hỗ trợ được những cái suy đoán này. Cho nên chúng ta vẫn chưa biết rõ. Nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó. Là khi mà mình bạn nhìn vào đây là một bài được chia sẻ bởi Anthony Pomliano. Thì uh, Anthony Pomliano nó muốn chia sẻ một cách nhìn rất là thú vị ở đây. Đó chính là khi mà chúng ta nói tới cái cách nhìn chung của thị trường đó thì mỗi một lần mà chúng ta thấy là những cái hiện tượng như là tăng lãi suất đó thì chúng ta lại thấy là thị trường chứng khoán trong thì ngắn hạn là không có tốt và các bạn thấy được là nhiều người đó có thể là họ không để ý khi mà chúng ta nói tới cái bong bóng com của năm 2000 đó thì nhiều người cho là tại vì đó là cái sự tăng trưởng quá mức của một số những cái cổ phiếu trong thị trường com thời điểm đó nhưng mà cũng không hẳn đâu thì một trong những yếu tố có thể dẫn đến là bong bóng đó bị vỡ tại vì cái chủ tịch phép tức đó là Alan Greenspan có thể là Alan Greenspan tăng lãi suất thời điểm đó cho nên dẫn đến là bộ bóng .com bị bể như vậy thì đây cũng là một cái suy nghĩ được chia sẻ thì nếu như chúng ta nói tới mỗi lần mà chủ tịch của Fed tăng lãi suất đó thì dẫn đến là những cái uh, tài sản mà có tính nguy hiểm cao sẽ bắt đầu là có cái dấu hiệu là người ta sẽ bán những tài sản đó giống như là chúng ta nói tới những cái uh, cổ phiếu com hay là những cổ phiếu công nghệ bây giờ giống như các bạn thấy được là gần đây khi mà Fed nói đó là tăng lãi suất thì dẫn đến là những cái cổ phiếu công nghệ lại có cái xu hướng là đi xuống. Tại vì đó những cổ phiếu mà có cái tính nguy hiểm hơn đối với nhiều người. Thì nếu như là như vậy đó thì bắt đầu từ năm sau giống như là các bạn thấy là trong cái cuộc họp mới đây Fed đã nói là năm sau là chuẩn đoán là sẽ có ba cái đợt tăng lãi suất. Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Bitcoin sẽ bắt đầu có cái xu hướng đi xuống có đúng gì hay là không? Tại vì nhiều người cho Bitcoin là một cái loại tài sản mà có tính nguy hiểm cao giống như là những cái cổ phiếu nào nó công nghệ gì Thì cũng không hẳn đâu khi mà chúng ta nghe nói như vậy đó thì giống như các bạn thấy được là cũng có lý, cũng có logic Nhưng mà cũng không hẳn tại vì các bạn thấy là khi mà chúng ta nhìn vào dữ liệu đó thì các bạn thấy rất rõ ràng hơn Giống như chúng ta nhìn vào đây là cái dữ liệu liên quan đến à, là lãi suất của công trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ là cái đường mà màu xanh bên trên này và bên dưới này đó đó chính là Nasdaq 100 futures có nghĩa đây là cái thị trường chứng khoán Nasdaq của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là gì mỗi lần mà chúng ta thấy là cái lãi suất tăng lên đó thì chỉ số Nasdaq 100 futures này lại có xu hướng ngược lại là đi xuống đây là cái biểu đồ là từ đầu năm tới bây giờ và ngược lại các bạn thấy mỗi lần mà cái lãi suất của công trái phiếu 10 năm đó cái đường màu xanh này đi xuống thì ngược lại giá cổ phiếu lại tăng và cứ như vậy thì điều này cho thấy được đó là công trái phiếu của Hoa Kỳ cái lãi suất đó với lại cái xu hướng của chỉ số Nasdaq của chứng khoán Hoa Kỳ đó là đi ngược cái xu hướng với nhau có nghĩa là một bên tăng thì một bên giảm nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái thời gian đó mà chúng ta thấy gần đây khi mà các bạn thấy là lãi suất tăng và lãi suất giảm thì Bên dưới này ra những cái thanh này đó chính là giá cả của BTC thì các bạn thấy được một điều rất khác biệt so với là chúng ta nhìn vào cổ phiếu đó chính là S&P 500 thì hầu như đi ngược lại với lại cái xu hướng của cái lãi suất của công trái phiếu 10 năm nhưng mà khi các bạn nhìn vào giá của BTC thì hình như là đi cùng một cái xu hướng có nghĩa là Anthony Pompliano nói đó là chúng ta thực sự là không có đủ dẫn chứng để cho thấy đó, cái sự ảnh hưởng của lãi suất đối với là Bitcoin là như thế nào. Cho nên bây giờ những ai mà ra cái lập luận nói là lãi suất tăng sẽ dẫn đến là Bitcoin cũng đi xuống như là chứng khoán thì cũng không hẳn đâu. Khi các bạn nhìn vào cái sự phản ứng của giá cả gần đây đó, thì hầu như là Bitcoin đã có cái xu hướng ngược lại về chứng khoán. Ngay cả các bạn thấy được là ngày hôm nay là một ngày to màu, màu đỏ trong thị trường chứng khoán nhưng mà hôm nay crypto đó cả ngày hôm nay là đi hàng ngang và bây giờ lại có một cái sự tăng nhẹ cho nên hôm nay đã là một cái dẫn chứng là đi ngược lại xu hướng với lại chứng khoán rồi và hầu như là trong thì ngắn hạn có khả năng là đi cùng xu hướng với lại những cái uh, lãi suất của công trái phiếu 10 năm thì các bạn nghĩ sao về tại đây các bạn hãy comment ở bên dưới nghĩa là bây giờ đó thuận thì nghĩ là chúng ta thực sự là thích nhìn vào một số những cái dữ liệu à, ngắn ngủi và chúng ta ra những cái lập luận là sau này đó khi fed tăng lãi suất thì giá btc như thế nào sẽ lên thì xuống nhưng mà thực ra chúng ta thực sự là không biết được tại vì chúng ta cho đến ngày hôm nay đã vẫn chưa đủ dẫn chứng để cho thấy được là trong cái à, tình trạng mà fed tăng lãi suất liên tục đó thì lúc đó btc có thực sự là như là một cái loại tài sản mà không có đi chung xu hướng với lại chứng khoán hay là không có nghĩa là BTC thật sự là chứng minh được là một loại tài sản để mà đa dạng hóa để mà chống lại rủi ro ở trong cái chương mục đầu tư của mình đây là điều mà chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi mà thôi nhưng mà nếu nói là beta lãi suất sẽ dẫn đến là BTC sẽ đi xuống thì cũng không hẳn đâu đây là một số những tài liệu được chia sẻ bởi Anthony Pomliano kế tiếp đó thì các bạn thấy được là chúng ta cũng nhìn vào một cái tài liệu tài liệu này đó được chia sẻ bởi một người trên crypto khoan thì các bạn đã thấy đó là thứ sáu mới đây thì bên trên này đó là các bạn thấy được là cái xu hướng giá cả của BTC bên dưới này là cái xu hướng của chỉ số chứng khoán S&P thì các bạn thấy được là hai cái biểu đồ này á, dường như là giống nhau hồi thứ sáu nhưng mà bắt đầu ngày hôm nay đó thì lại có xu hướng ngược lại các bạn thấy như là thường mới vừa chia sẻ ngày hôm nay thì giá BTC à, có cái xu hướng đó, ngược lại với là chứng khoán và chúng ta nhìn chung đó thì không phải lúc nào giá cả của BTC không đi theo chứng khoán đâu chúng ta bây giờ hãy nhìn một số những tài liệu khác đi thì hiện bây giờ đó tình hình chung của thị trường như thế nào khi chúng ta nhìn vào những chỉ số on chain thì các bạn thấy được đó là 16 ngày liên tục các bạn thấy được là BTC đó, giá cả liên tục cứ đi xuống từ từ sau cái đợt mà lon bị thanh lý mạnh đó thì chúng ta thấy là cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy được là phần lớn những người mà bán đó dựa theo tài liệu on chain vẫn là những người mà lưu trữ ngắn hạn các bạn thấy được là mỗi lần bên trên này đó giá cả có sự đi xuống đó thì các bạn lại thấy là cái đường mà màu cam này đó đi xuống dưới cái đường màu trắng có nghĩa là mỗi lần mà dưới đường màu trắng này có nghĩa là dấu hiệu những nhà đầu tư à, ngắn hạn đó cho dù là họ bị lộ họ cũng bán cho nên phần lớn bây giờ đó những người mà bán là những nhà đầu tư ngắn hạn có thể là họ lo lắng à, mặc dù lộ họ cũng bán có thể là họ mới vào thị trường này cho nên những người đó không có cái sự tin tưởng lâu dài chúng ta nhìn vào thêm một cái sự chia sẻ khác nữa trên crypto khoa đó, thì các bạn thấy được đây là một cái sự chia sẻ liên quan đến là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ trên những sàn thì điều muốn chỉ ra ở đây đó là các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ trên những cái sàn thì mỗi một lần mà đột ngột đường màu đỏ này đi xuống mạnh như là các bạn thấy được những cái đợt mà cái đường màu đỏ này đi xuống mạnh đó là lúc đó đột ngột lại có nhiều Bitcoin được rút ra khỏi sàn trong thời gian ngắn à, và thường đó sau đó các bạn thấy được đó chính là cái sự phản ứng mạnh của giá cả tăng lên thì bây giờ gần đây chúng ta lại tiếp tục thấy cái dấu hiệu là giá cả đi xuống trong thì gần đây nhưng mà chúng ta lại thấy dấu hiệu là bitcoin được mua và đem ra khỏi sàn được tích lũy chứ không phải là đẩy lên trên sàn cho nên chúng ta mới thấy là có khả năng là chúng ta lại tiếp tục thấy là BTC đang được tích lũy và chúng ta vẫn chưa kết thúc mùa tăng trưởng này thì thuận thì vẫn có cái lòng tin đó tại vì nhìn vào những cái dữ liệu như là thuận chia sẻ hàng ngày thì chưa thấy bất cứ một cái dấu hiệu nào là chúng ta đã có cái đỉnh của đợt tăng trưởng này hết có nghĩa là 69 000 thuận vẫn không tin đó là đỉnh đó là sự cá nhân của thuận mà thôi các bạn nghĩ sao thì các bạn cứ comment ở bên dưới các bạn thấy được đó là chúng ta cũng đã thường nhìn vào những tài liệu tương tự rồi chúng ta thấy là giá cả của BTC thì đi xuống bắt đầu là các bạn thấy đi khi zoom vào đó thì các bạn đã thấy được là giá cả đi xuống từ cái thời điểm đó là khoảng chừng 67 68.000 à, ngày 7 tây tháng 11 cái đường màu trắng này nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là BTC đi ngang một thời gian rồi sau đó đó lại thấy cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn và tiếp tục rời khỏi sàn cho đến thì bây giờ vẫn tiếp tục có dấu hiệu rời rời khỏi sàn. Chúng ta nhìn vào những tài liệu mà tính theo ngày đó khi thường zoom vào các bạn sẽ thấy rõ hơn là tính theo ngày thì chúng ta thấy được là vẫn là dấu hiệu là gần đây hầu như là các bạn đi ngược trở về khoảng chừng là 2 3 tuần thì giá cả có xu hướng đi xuống nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy là Bitcoin rời khỏi sàn cho nên chúng ta mới có hiện tượng là càng ngày càng ít Bitcoin hơn trên sàn. Đây không phải là những gì chúng ta chứng kiến những lúc như là các bạn thấy là hồi tháng 5 hay là những lúc như là mùa đông crypto. Thường đó những lúc mà chúng ta thấy được là có nhiều Bitcoin đẩy lên trên những cái sàn. Bây giờ thì không phải. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó, đó chính là Coin98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain, như là đa chuỗi đó, giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi. Ngay trên cái ví Coin98 đó các bạn có thể swap, mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap. Các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98.